Bạn có muốn ngay khi gặp một người mà đã biết được là người đó có phải là người phù hợp, có thể trở thành người chồng, tạo cảm hứng và đi cùng với bạn suốt cả cuộc đời hay không? Tôi là Mai Tình Yêu, một chuyên gia về tình yêu và mối quan hệ. Và trong clip này thì tôi sẽ nói với bạn cái cách mà khi mà vừa mới quen, khi mà vừa mới tán tỉnh một người nào đó mà chúng ta đã có thể biết được là người đó có thể nắm tay chúng ta đi suốt cả cuộc đời hay không. Và cái công thức này này, nó là cái công thức mà được tôi tìm ra sau khi nghiên cứu dựa trên hàng trăm, hàng nghìn những cặp vợ chồng sống hạnh phúc và đi với nhau lâu dài. Và khi mà tôi nhìn thấy những cặp vợ chồng ấy, cả hai đều thành công và cực kỳ hạnh phúc, và họ sống với nhau một cuộc đời truyền cảm hứng và một cuộc đời lâu dài bên nhau, thì tôi mới đặt câu hỏi là tại sao có những cặp vợ chồng cưới nhau thì lại gọi là trở thành thần hộ mệnh cho nhau. Cứ cưới nhau một cái là cả hai bên cùng vù lên phát triển, cả hai cùng phát triển mạnh mẽ, cùng bùng lên. Thế trong khi có những cặp vợ chồng ấy, thì lấy nhau cứ cãi nhau liên miên, rồi làm cho nhau không truyền cảm hứng cho nhau và làm cho nhau cực kỳ đau khổ. Thế và tôi đã tìm ra một cái công thức bí mật. Mà cái công thức này này là đáng lẽ tôi chỉ chia sẻ ở trong cái lớp học chuyên sâu, cái lớp học vài chục triệu dạy cho tiền hôn nhân, cho những cô mà đang độc thân. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì tôi tự nhiên lại vui vẻ. Thế cho nên là tôi quay nó vào cái clip này. Thì đây là cái bí mật thất truyền. Thế cho nên bạn mà xem cái clip này thì là bạn cực kỳ may mắn, và hãy xem cho tới cuối cùng. Đấy, bởi vì khi mà chúng ta đi tìm kiếm các thông tin trên YouTube ấy, thì rất là dễ dàng các cô nàng độc thân sẽ bỏ lỡ qua video này. Nhưng mà những người xem được cái video này là những người cực kỳ may mắn. Và bạn đang xem cho nên bạn cực kỳ may mắn. Hãy xem cho tới cuối clip này. Và nếu như bạn đang là phụ nữ độc thân ấy, thì hãy xem. Thế còn nếu như mà chúng ta đang lập gia đình rồi đấy, hoặc là chúng ta đang có một cái đối tượng nào đấy mà yêu đương sâu đậm rồi đấy, thì tôi khuyên là thôi, không nên xem clip này nữa. Đấy, bởi vì không biết được công thức này ấy, thì khi mà chọn thì thường là dễ chọn nhầm. Mà thôi, chọn nhầm ấy thì chúng ta sẽ hàn gắn đấy, và chúng ta sẽ tìm cách để dung hòa cái điểm khác biệt. Đấy, còn những bạn độc thân, những cô gái đang độc thân ạ, tôi yêu cầu những người đang độc thân ấy, thì các bạn cần phải xem tới cuối clip. Bởi vì những điều mà bạn học được trong clip này sẽ dạy cho bạn và sẽ tìm, sẽ hướng dẫn cho bạn một cái điều cực kỳ quan trọng. Nó sẽ định hình cái mối quan hệ của bạn trong suốt từ bây giờ cho tới tương lai. Vậy thì hãy ở lại tới cuối clip này. Ok. Một điều quan trọng nhất ý, khi mà chúng ta vừa mới gặp một người đàn ông, đương nhiên là chúng ta sẽ phán xét và đánh giá anh ấy trên rất nhiều góc độ, về tính cách này, về tiềm năng, về khả năng, về tài chính, rồi về các thứ. Đấy, tôi biết là phụ nữ mà bao giờ chúng ta mới gặp, chúng ta cũng ngấm ngầm thử nhìn xem là liệu anh này có phải là một người bạn trai tốt, liệu anh này có phải là một người chồng tốt, liệu anh này có phải là một người cha tốt hay không. Nhưng mà điều mà quan trọng nhất, cái công thức quan trọng nhất mà tôi hướng dẫn với bạn trong clip này, và đây chính là cái công thức mà nó đã khiến cho đấy, hàng trăm, hàng nghìn những cặp vợ chồng sống bên nhau lâu dài. Đó chính là bí mật về hệ giá trị. Và hệ giá trị là như thế nào? Tôi sẽ nói với cả bạn ngay đây. Hệ giá trị ý, nó đơn giản là khi mà hai người có cùng với hệ giá trị, có cùng cái mức độ ưu tiên trong cuộc đời. Đấy, và người ta thường bảo là ôi thế nếu mà thay đổi một thời gian sau thì thay đổi hệ giá trị thì sao? Nhưng mà thường ấy, thông thường ấy, thì hệ giá trị nó rất là khó thay đổi. Đấy, chỉ có thể thay đổi khi mà xảy ra một cái biến cố nào đó lớn trong cuộc đời. Đấy, cho nên là cái sự ưu tiên, cái bánh xe cuộc đời của mỗi người thì mỗi người đều có một cái sự ưu tiên nhất định. Đấy, và khi mà chúng ta yêu đúng một người mà có cái hệ ưu tiên, có hệ giá trị trùng với cả chúng ta, đấy thì khi mà chúng ta yêu nhau lâu thì chúng ta vẫn truyền được cảm hứng cho nhau. Đấy là lý do vì sao mà các cặp vợ chồng mà cùng nhau làm chính trị này, hay là những cặp vợ chồng mà cùng nhau làm việc lớn, đấy thì họ truyền được cảm hứng cho nhau, bởi vì cái mức độ ưu tiên và hệ giá trị của họ giống nhau. Thế còn những cặp vợ chồng mà cứ lấy nhau xong một cái mà lại cứ cãi nhau ấy, đơn giản là bởi vì hệ giá trị khác biệt. Cái này cô ấy coi là ưu tiên thì cái này anh ấy lại coi là vớ vẩn không quan trọng. Hệ giá trị nó bao gồm 6 thứ. Thứ nhất ý, là gia đình. Thứ hai là sự nghiệp cống hiến. Thứ ba là phát triển bản thân. Thứ tư là các mối quan hệ xã hội, các mối quan hệ bạn bè. Thứ năm là tâm linh. Và thứ sáu là sức khỏe sắc đẹp. Điều bạn cần làm bây giờ là lấy ra một tờ giấy. Đấy, và trên tờ giấy đó chúng ta sẽ ghi ra 6 cái điều mà tôi vừa nói. Sau đó các bạn hãy đánh số từ 1 cho tới 6 xem điều gì là quan trọng nhất với bạn. 1 là quan trọng nhất, 6 là ít quan trọng nhất. Và sau khi làm xong bài tập này thì việc chúng ta cần làm tiếp theo đó là chúng ta sẽ hỏi
thì cái người mà những đối tượng mà chúng ta đang tìm hiểu chúng ta đấy, và trong đó ấy thì có anh nào mà có hệ giá trị giống hệ chúng ta ấy, thì chấm luôn đấy, bởi vì đó là một người mà sẽ cùng với chúng ta truyền cảm hứng. Thế tôi đã dạy công thức này cho rất nhiều người và tôi bảo với cả họ ấy, là nhiều khi không cần phải hiểu lý do đấy, cứ thấy người nào có cùng hệ giá trị mình chấm luôn đấy, khỏi cần phải xem xét những thứ khác, chấm luôn đấy. Thì có những cô mà đi học cái lớp tiền hôn nhân của tôi đấy, mặc dù là lúc đó là đã có mối quan hệ sâu đậm rồi đấy, và cô ấy hỏi tôi là cô ấy làm bài tập này, sau đó hỏi tôi đấy về cái sự khác biệt trong hệ giá trị của cô ấy và đối tượng của cô ấy. Thế thì đương nhiên là khi mà đã sâu đậm rồi thì chúng ta buộc là chúng ta phải học cách dung hòa đấy, một là buông bỏ, hai là chấp nhận đấy. Thì khi mà cô ấy học, cô ấy lựa chọn việc chấp nhận đấy, thì trong cái mối quan hệ đấy luôn có những cái mâu thuẫn nội tại, bởi vì cái sự ưu tiên của cô ấy lại là cái mà anh kia coi là không quan trọng đấy, trong khi cái mà anh ấy coi là quan trọng thì cô ấy lại coi rất là tầm vào đấy. Cho nên hệ giá trị là cực kỳ quan trọng đấy. Và sau khi mà bạn làm xong cái bài bài test này này đấy, và bạn cũng tìm hiểu được ở trên cái đối tượng kia đấy, thì bạn cũng sẽ tìm ra được, hiểu được là ví dụ như là có khác nhau một tí thôi, nhưng mà ba cái giá trị đầu tiên phải giống nhau, có thể khác thứ tự nhưng ba giá trị đầu tiên phải giống nhau thì có nghĩa là ok, chấm được, đi tiếp. Và khi mà vừa mới quen xong ấy, khi mà mình vẫn còn đang trong giai đoạn lựa chọn tán tỉnh thì tôi khuyên là các chị em là làm cái bài tập này ngay đấy, gửi ngay cái bài tập này cho đối tượng đấy, đơn giản hỏi là em muốn tìm hiểu thêm về anh đấy, cho nên em muốn hiểu về anh hơn đấy, không cần nhất thiết phải bảo là mai tình yêu tiết lộ đấy, vì như thế thì anh sợ hãi chạy mất dép luôn. Và vừa mới quen xong bạn đã làm về bài test để kiểm tra xem là có phải là người bạn đời hay không đấy, thì chúng ta cứ đơn giản bảo là em muốn tìm hiểu thêm về anh thì anh làm cho em cái bài tập này. Thế sau khi làm cái bài tập này xong mà thấy ba giá trị đầu tiên giống với mình mà chỉ cần khác về thứ tự thôi, ok, nắm tay nhau đi tiếp. Nhất là tìm được cái người nào ấy mà có chung giống hệt hệ giá trị với mình, kiểu gì cũng phải phải giữ lấy bằng được đấy, vì đấy là cái mẫu người cực kỳ hiếm trong trong thế giới mà mình tìm được, mà có thể truyền được cảm hứng và đi với mình rất 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 là lâu dài. Nhưng thứ khác nha, tính cách có thể trái ngược, người ngăn nắp, người thì bẩn thỉu đấy, nhưng mà hai cái đấy nó lại bổ khuyết được cho nhau đấy. Ví dụ hai người ăn ngăn nắp mà ở với nhau ấy thì luôn 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 vẫn khó chịu với nhau, vì cái nguyên tắc ngăn nắp của ông này thì bà kia lại không thích đấy, trong khi một người ngăn nắp, một người bừa bộn ở với nhau thì nó lại bổ khuyết được cho nhau đấy. Nhưng mà tính cách có thể khác biệt nhưng mà hệ giá trị thì phải giống nhau đấy, cho nên là hãy nghe lời khuyên của Mai tình yêu, đó là trong cái quá trình tìm hiểu ấy đấy, khi mà chưa sâu đậm, khi mà chưa làm gì cả đấy, chưa động chạm mà kể cả chưa làm gì cả, thì hãy làm ngay bài test này. Và đây là điều mà tôi cũng đã làm ở trên mối quan hệ của tôi đấy, khi mà tôi vừa mới bắt đầu tìm hiểu ai đó thì tôi cũng cho người đó làm cái bài tập này đấy, và đó cũng là điều mà nó đã giúp cho tôi tìm được cái người mà truyền cảm hứng cho tôi và làm cho tôi cảm thấy hàng ngày phải phấn đấu đấy, mặc dù trong cuộc đời còn nhiều khó khăn bộn bề nhưng mà vẫn cảm thấy tràn đầy cảm hứng, có thể ngồi đây làm clip cho các bạn, kể cả bây giờ đang là buổi tối con thì đang ngồi đợi cơm nhưng mà vẫn cảm thấy tràn đầy cảm hứng, bởi vì mình được truyền cảm hứng từ người bạn đời của mình đấy. Thế cho nên là lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy ngay lập tức làm cái bài tập hệ giá trị này, hãy ngay lập tức làm cái bài tập hệ giá trị này, và hãy comment ở dưới này: tôi xứng đáng với một người tuyệt vời, tôi xứng đáng với một người tuyệt vời, tôi xứng đáng với một người tuyệt vời. Và hãy subscribe vào kênh YouTube của Mai Tình Yêu để không bỏ lỡ những chia sẻ có giá trị. Hãy subscribe vào kênh của Mai Tình Yêu và đừng bỏ lỡ video vào ngày mai của tôi. Bye bye.